Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ma quỷ là những linh hồn thuộc thế giới tâm linh mà cho đến nay khoa học vẫn chưa thể chứng minh được thực sự nó có tồn tại hay không. Những người nằm mơ thấy ma thường cảm thấy rất sợ hãi mỗi khi thức dậy, bởi đây không chỉ là những giấc mơ thông thường mà nó còn ẩn chứa những thông điệp bí ẩn khiến nhiều người phải tò mò để tìm hiểu. Nằm mơ thấy ma sẽ báo hiệu những thông điệp gì? Tại sao lại mơ thấy những điều này? Không để mọi người phải chờ đợi lâu thêm nữa, quý vị hãy cùng kênh Phong thủy May mắn khám phá trong chương trình ngày hôm nay để có thể giải đáp thắc mắc của mọi người. Trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, khi ngủ và nằm mơ thấy ma, ai cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt và lo sợ. Khi thức dậy, chúng ta thường sẽ tò mò, không biết những gì xuất hiện trong giấc mơ đêm qua có ý nghĩa gì. Theo đó, điềm báo đến từ giấc mơ này cho biết bạn hiện tại đang bị vấn đề về tâm lý rất lớn. Bạn luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều gây áp lực lên chính bản thân mình. Bạn thấy thất vọng vì khả năng của mình không thể làm tốt được tất cả mọi việc. Chính điều đó khiến bạn không còn đủ tự tin để đảm nhận những công việc được giao và tự cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng. Một trong những biểu hiện của bệnh stress nặng khiến bạn gặp phải giấc mơ thấy ma để rồi bản thân được hòa vào khoảng hư vô, buông xuôi mọi thứ. Giải đáp tốt nhất dành cho bạn ngay bây giờ là gác lại tất cả mọi việc. Hãy gặp gỡ mọi người để trao đổi và nhận những lời khuyên, lời khích lệ. Bạn phải tự tìm lại được tinh thần và sống đúng với khả năng của mình để khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Tuy nhiên, không phải giấc mơ thấy ma quỷ nào cũng thế. Có những giấc mơ lại đem đến may mắn, điềm báo tốt đẹp cho bạn và những người xung quanh. Điều này còn phụ thuộc vào từng trường hợp và chi tiết trong giấc mơ. Trường hợp thứ nhất, mơ thấy đánh ma. Bạn mơ thấy đánh nhau với hồn ma của một người xa lạ nào đó thì điều này chứng tỏ bạn vừa phải trải qua một nỗi đau. Lúc này, bạn đang hy vọng có kỳ tích xảy ra. Tuy nhiên, nên chấp nhận sự thật, bởi hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Phải biết thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, thứ gì không phải của mình thì đừng nên giành. Còn nếu như bạn mơ thấy đánh nhau với hồn ma trẻ con thì đó lại là một điều may mắn. Giấc mơ này ngụ ý rằng sắp tới sẽ có một bất ngờ đến với bạn. Nếu là hồn ma của một người già thì đây là một điểm báo bạn sắp sửa phải tốn một khoản tiền vào việc gì đó. Trường hợp thứ hai, mơ thấy ma dưới giếng. Đây là một giấc mơ thật khó chịu nhưng ý nghĩa lại không khó chịu chút nào. Giấc mơ chính là điểm báo cho thấy một sự tái sinh trong tình yêu của chính bạn. Rất có thể bạn sắp gặp phải một nửa đích thực trong lòng mình mà trước kia đã để lỡ. Cũng có thể mối quan hệ của bạn với người bạn thương hiện tại dần được cải thiện và có chiều hướng tốt lên rất nhiều. Ngoài ra, giấc mơ này cũng phản ánh bạn đã sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Bạn đã thoát khỏi sự ràng buộc của quá khứ để sẵn sàng đi tới một tương lai tươi sáng, trưởng thành để gắn bó lâu dài. Trường hợp thứ ba, mơ thấy hồn ma. Nếu bạn mơ thấy mình đưa tay chạm vào hồn ma nhưng nó lại tan biến dần đi, điều đó biểu thị rằng bạn đang từng bước chấp nhận và đối mặt với thực tại rất nhiều khổ đau. Còn nếu như bạn bị hồn ma, quỷ dữ, rượt đuổi trong mơ, điều này rất có thể sắp tới bạn sẽ rơi vào cạm bẫy của kẻ thù đội lốt bạn bè đã sắp xếp từ trước. Trường hợp thứ tư, nằm mơ thấy biến thành ma. Giấc mơ biến thành ma được các chuyên gia của blog thợ mỏ cho thấy rằng đây là giấc mơ cực tốt. Giấc mơ này báo hiệu cho bạn biết đường tài vận cũng như công danh của bạn trong thời gian sắp tới sẽ rất sáng sủa và có khả năng thăng tiến. Trước kia, con đường tài vận của bạn vốn đã dồi dào thì giờ đây càng hưng thịnh. Trường hợp thứ 6, nằm mơ thấy ma nói chuyện. Nằm mơ thấy ma nói chuyện được coi là một điểm báo dữ. Điều này chứng tỏ rằng bạn đã bị người khác nói dối, lừa gạt. Bạn hãy mau chóng tỉnh táo, kẻo đến lúc sẽ hối không kịp.
Khi gặp người khác bên ngoài thì bạn nên chú ý để có lựa chọn tốt nhất cho những mối quan hệ của mình, tránh bị lừa gạt. Trường hợp thứ 7, nằm mơ thấy chơi bài với ma. Nếu trong mơ bạn bắt gặp mình đang chơi bài với ma thì cho thấy rằng bạn hãy cẩn thận các mối quan hệ hiện tại. Bởi theo các chuyên gia giải mã giấc mơ thì điều này đang cảnh báo cho bạn biết rằng xung quanh đang có đầy rẫy những kẻ tiểu nhân. Họ sẽ giở các trò chơi xấu sau lưng và khiến cho công việc của bạn gặp nhiều khó khăn và trắc trở lớn. Trường hợp thứ 8, nằm mơ thấy bị ma nhập. Nếu là mơ thấy người nhà bị ma nhập thì đây là điềm báo gia đình bạn đang có sự việc quan trọng nào đó về âm phần cần phải hoàn thành. Hoặc nếu là mơ thấy người nhà bị ma nhập nói chuyện với mình thì đây là điềm báo bạn đang gặp vận không hay về các vấn đề ngoại giao với người khác. Chính điều này có thể ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Còn nếu bạn nằm mơ thấy mình bị ma nhập thì đây là điềm báo bạn đang gặp rắc rối về nơi ở hoặc công việc. Trường hợp thứ 9, nằm mơ thấy hồn ma cụ già. Nếu nằm mơ thấy hồn ma cụ già thì điều này cho thấy tâm hồn bạn đang bị già cỗi. Bạn luôn ép cho bản thân mình làm theo đúng khuôn khổ và không dám bứt phá làm điều khác biệt hay là đổi mới trong cách làm việc. Bạn nên thay đổi chứ không nên kéo dài tình trạng này lâu vì nó sẽ làm cho bạn đi tụt lùi lại so với xã hội đang ngày càng hiện đại. Trường hợp thứ 10, nằm mơ thấy ma trẻ em. Nếu trong giấc mơ của bạn xuất hiện một con ma trẻ em thì có nghĩa là bạn đang bị rối loạn về tâm lý nghiêm trọng. Cảm xúc tiêu cực trong bạn đang ở mức báo động và chỉ chờ trực có ai đó khơi ra là ngọn lửa này sẽ bốc cháy ngay. Điều này khiến bạn bị cô lập trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp. Nó cũng làm bạn đánh mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống. Trường hợp thứ 11, mơ thấy hồn ma tấn công mình. Nếu nằm mơ thấy hồn ma tấn công mình thì điều này nói lên rằng bạn đang mất kiểm soát bởi những cảm xúc tiêu cực dồn nén quá lâu trong bạn. Bạn không nên nổi nóng bởi vì những điều đó làm bạn mất điểm trong mắt của những người xung quanh, ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ. Nếu như trong giấc mơ bạn chống trả lại hồn ma này thì cho thấy bạn là người rất quyết đoán, luôn sẵn sàng đấu tranh để chống lại những điều xấu xa, tội ác để đòi lấy công bằng. Trường hợp thứ 12, nằm mơ thấy hồn ma của người thân. Nằm mơ thấy hồn ma của người thân đã khuất báo hiệu rằng bạn đang cảm thấy có lỗi, hối hận vì những điều không tốt đối với những người mà bạn mơ thấy trước đây. Bạn có thể chuộc lại lỗi lầm đó bằng cách thắp hương để cầu xin người đó bằng tấm lòng thành khẩn, mong được xá tội. Hoặc bạn cũng có thể tích đức bằng cách mang đến những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Trường hợp thứ 13, nằm mơ thấy mình vui chơi cùng ma. Giấc mơ vui chơi cùng ma là một điềm báo rằng bạn đang mất đi vị thế của chính bản thân mình. Điều đau lòng hơn, người làm nên chuyện này lại chính là người mà bạn cực kỳ tin tưởng. Tưởng chừng như không thể xảy ra vì bạn quá tin người nên đã bị lợi dụng lúc nào không hay, dẫn đến cú sốc tinh thần lớn. Tuy nhiên, hãy thật bình tĩnh chứ đừng nên quá thất vọng. Lúc này, hãy đi đâu đó thư giãn. Khi bạn thoải mái tư tưởng sẽ bắt đầu mọi thứ lại vẫn chưa muộn. Quý vị thân mến, để không bị ma quỷ quấy phá trong giấc ngủ và có một giấc ngủ ngon thì các bạn có thể lựa chọn các vật phẩm mang ý nghĩa tốt lành để tránh ngay từ đầu, khiến cho cô hồn và dã quỷ không thể quấy nhiễu bạn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong tháng cô hồn, nhất là đối với những người yêu bóng vía hay bị ma xui quỷ khiến. Vậy đâu là những vật phẩm được coi là bùa hộ mệnh của bạn nên mang theo trong tháng 7 âm lịch? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên là tỏi. Hiện tượng bị lạnh gáy như thể có ma đi theo thì bạn nên lấy khăn ướt để lau mặt thường xuyên. Đồng thời, giã 81 tép tỏi cộng với đầu hành bỏ chung vào trong túi vải mỏng đem theo trong người thì ma quỷ cũng sẽ tránh xa. Trong nhà hoặc trước cửa phòng nên treo 81 tép tỏi vì điều này đồng nghĩa là đang có 81 vị thần sẽ giúp giữ cửa nhà cho chúng ta. Khi đó sẽ không có yêu thuật tà ma, bùa phép nào xâm nhập được. Nhớ thay tỏi thường xuyên khi chúng bị khô. 2. Cho Phật. Trong tâm thức của người Việt, cho Phật được xem là linh thiêng vì đã được thần Phật làm chứng cho. Dùng cho này cho vào bùa hộ thân đeo bên mình, có thể giúp tai qua nạn khỏi, ngăn chặn ám khí hoặc linh hồn xấu tấn công. Ngoài ra, đặt những vật trấn yểm vào ví cũng giúp cho tài lộc ùn kéo đến. Gạo nếp. Gạo nếp tượng trưng cho sự sung túc, ấm no và an lành.
Theo quan niệm dân gian, đến tháng 7 âm lịch, nếu muốn bản thân được an yên và bình tâm hơn, thì nên mang theo ít gạo nếp bên mình. Gói thành gói nhỏ mà bên mình sẽ tránh được sự xui xẻo và không còn sợ khí hàn khi ra ngoài vào buổi tối. Gạo nếp cũng giúp cuộc sống của bạn trong tháng này ấm no, tiền bạc dồi dào, làm ăn phát đạt. 4. Cây ngải cứu. Xưa kia, các cụ rất hay trồng ngải cứu quanh nhà với quan niệm sẽ xua đuổi được những điều không may mắn và tà khí cho gia chủ. Thế nên, vật này có thể dùng làm vật mang theo bên mình khi đi ra ngoài vào buổi tối, những ngày rằm, mùng 1 và tháng cô hồn để vận trình suôn sẻ, tránh được âm khí nặng nề. Phù bình an. Khi để bảo vật bình an phù của phong thủy lộc tài ở dưới gối sẽ giúp bạn cân bằng âm dương, giải trừ khí xấu, xua đuổi tà ma, hóa sát kỵ tà, từ đó mang lại giấc ngủ ngon và có một sức khỏe tốt, bình an và may mắn. Đặc biệt, tốt đối với những người làm việc đại sự trong tháng cô hồn. Khi mang bình an phù bên người thì mọi việc đều thuận lợi và suôn sẻ. Quý vị thân mến, rõ ràng quý vị đã rất bất ngờ với những thông tin trên và chắc chắn quý vị còn nhận ra rằng nằm mơ thấy ma không hoàn toàn là điểm xấu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được cho bản thân mình những kiến thức thật hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.